Kính chào các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alet. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hôm nay Tăng có dịp về thăm quê ngoại ở thành phố Hà Tĩnh. Bà ngoại của Tăng ngày nay đã già, cũng được 100 tuổi rồi các bạn. Nên hôm nay Tăng sẽ quay cảnh quan quê ngoại ở thành phố Hà Tĩnh. Phía trước là nhà của cậu, phía sau nhà cậu là khu nhà bà ngoại của Tăng ngày xưa. Sau đây, Tăng sẽ quay vài nét về quê ngoại ở thành phố Hà Tĩnh. Mời các bạn đón xem. Chuyện buồn, hey, đằng sau gió vết, em có thấy tôi quên.
gió gió hé ở trong hư vô, càng xa kiếp đến càng gần. Nhìn đồng hồ trôi đi, anh biết mình chẳng còn bên nhau tha thiết. Đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây. Vui trọn hết những phút đắm đuối, anh thu mình vào trong căn phòng. Đang nghĩ đến những vết cứ xót xa nơi đặt trọn thương yêu. Một giây anh bâng khuâng. Một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa, giang tay đón lối về. Làm sao dấu trăm mét vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa. Một giây anh bâng khuâng. Một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Chưa bao giờ em thấy anh khóc đâu, có nghĩa là nước mắt anh không rơi đó. Chỉ là không muốn em biết anh yêu đuổi như em đừng để tâm nhẹ. Anh không sao đâu, trên mặt anh lại là những giọt lệ. Yêu em anh đã quên mất anh từng mạnh mẽ. Đừng xa anh để cho nỗi nhớ làm nhòa đi hết bức tranh anh từng vẽ. Vẫn đó màu mắt xanh còn nít bình yên, bình yên. Vậy chẳng vẫn còn tình khiết nhưng con tim em đã lạnh hơn nhiều lắm. Tình yêu anh vẫn chưa đủ để sưởi ấm cho con tim đã trải qua quá nhiều nỗi đau. Anh biết chứ, anh biết. Phía sau nhà cậu là khu nhà bà ngoại của Tân ở ngày xưa, và ngày nay cũng đã được sửa sang lại rất là gọn gàng các bạn. Phía trước các bạn có thể thấy cái khu nhà bà ngoại của Tân ở ngày xưa rất là đẹp.
Vài nét sơ qua quê ngoại của Tăng qua kênh YouTube của Tăng Alex. Tăng không có gì hơn chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo qua kênh YouTube. Các bạn hãy like và đăng ký kênh Tăng Alex không có gì hơn. Xin chào tạm biệt các bạn.